Hôm nay mình sẽ thay cần tăng cam cho chú ở Hóc Môn nha. Future Halogen. Thì anh em biết là cần tăng cam này bị bể rất là nhiều ha. Thì hôm nay là mình sẽ thay cần tăng cam, rồi mình hướng dẫn anh em làm theo đúng hướng dẫn của mình là ok nha. Thì anh em cũng biết là cái cần tăng cam của Future 125 nó rất là dễ bể cái bánh tăng đi. Thì khi mà nó bể bánh tăng á, nó sẽ ăn luôn cái cốt của để màu cái trục mà để quay cái bánh tăng anh em, cái trục giữa quay bánh tăng. Thì khi mà sơn cam nó ăn vô chổng á, hậu quả là cái đầu này nè, nó sẽ dính vô cái cốt số, dính vô cái bánh tăng số là làm hư cái này nè. Rồi sẽ tiếng kia phát ra tiếng kêu, rồi kim loại đồ đó trộn lẫn với nhớt. Mình đã từng làm nhiều chiếc rồi, là nhớt nó có ba vớ sắt á, thì nó sẽ mài mòn bít tông, có xe là bị phải thay cái lồng, phải thay xi lanh gì cái bệnh đó anh em. Rồi có xe bị lột dên anh em. Thì động cơ dầu nhớt là kẻ thù của nó là những cái mặt sắt ba vớ anh em biết rồi, ở trong Nam mình kêu bằng ba vớ đó. Còn nói chung là tạp nhạp là ba cái mặt sắt đồ dạng hầm ba lăng đi đó. Thì mình mới chế ra cái cần tăng cam này là bằng cái cây đè này. Thì xài mình đã gắn nhiều người xài, là nói chung là mình gắn cái này là mình phát hiện trước Tết mình gắn, thì rất là nhiều người gắn thì không có nghe một phàn nàn gì cả. Thì anh em gắn thì rất là ok, rất là êm nha anh em. Mình mới đầu mình gắn thì hú, nhưng mà mình phiếp được hết tiếng hú rồi. Thì anh em á, là cộng sinh cam là mình xài cộng sinh cam bầu rồi nè anh em. Với lại cái cần tăng cam này nếu mà mình bán á, mình ship về các tỉnh á, thì là 500.000 anh em mua cần tăng cam. Rồi với lại cái bập bên này, cần tăng cam gọi là cần tăng cam BD này, sinh cam bầu, thì anh em mua là 500.000. Thì anh em về cứ gắn như trong clip mình làm, là làm bánh su lồng như trong clip mình làm, là mình bảo đảm im như mình làm luôn. Rồi thì nếu mà anh em xuống thì mình gắn, mình phiếp lỗi cho anh em luôn thì ok, anh em gật đầu thì là 600.000 là luôn cái tiền gắn. Ví dụ anh em mà mình tháo cái lốc đề ra mà lỡ mà có rách cái rôn thì mình sẽ bao cho anh em là cái rôn của mình lóc đời luôn. Rồi anh em mua về gắn thì chỗ đó phải có phụ tùng anh em rách rôn, rồi rất là phiền phức, chứ là không có cảo rồi anh cũng phải đưa ra thợ gắn thôi. Thì đó là anh em lưu ý là khoảng đó ha. Thì bây giờ á, anh em chỉ cần lên mạng sệt là bể cần tăng cam Future 125 là nó lên rất là nhiều clip, rất là nhiều xe bị bể, nó kêu như máy cài luôn anh em. Rồi không tâm mất thời gian nữa, mình sẽ ra mình tháo xe để mình thao tác cho anh em làm đúng thao tác, để anh em mua về là gắn em ru anh em, hay là xuống tiệm mình gắn là em ru nha. Rồi chào anh em. Rồi thì trong quá trình thay cần tăng cam là cách giữ nhớt lại để nó ra những cái ba vớ rồi mới thay nhớt khác, cho nên là mình lau sạch ca để mình giữ nhớt lại nha. Bây giờ là tiến hành xả nhớt nha. Tháo tới đây rồi nha anh em. Thì mình xin lỗi anh em, tại mình chưa không có quay lại cái tiếng máy nổ nha. Rồi thì cái xe này là cũng chưa bị, nhưng mà phòng ngừa hơn chữa bệnh. Rồi mình nói thêm một cái mà cái nguy hiểm của xe này nè, khi mà nó mòn cần tăng cam á, là nó ăn cái cốt mà để quay cái bánh tăng á, nó ăn cái cộng sinh cam vô á, là anh em nghe cái tiếng rít rất là lớn, tiếng cọ rất là lớn của kim loại. Khi đem xả nhớt vô mà thấy ba vớ là anh em làm ơn là anh em đi thay cần tăng cam hoặc là làm như thế nào nha. Chứ anh em mà để hoài là mốt là nhớt nó vô dên, nó hư dên, lột dên là một nè, hai là bít tông bạc anh em đi hết luôn á, đi luôn cái lồng luôn nha anh em, rất là nguy hiểm nha. Có người bị rồi để lại comment đó, cho nên là mình mới nói nha anh em. Thì ba vớ là kẻ thù của nhớt mà, của kẻ thù của các chi tiết máy nha, anh em nhớ nha. Rồi rồi Zalo và anh em liên hệ hai số này để sửa xe, vệ sinh buồng đốt, làm máy là gì đó, là anh em liên hệ Zalo để mình sắp xếp thời gian. Zalo anh em liên hệ hai số này cho mình nha. Trời ơi, mặt tiền đường Lê Văn Lương nãy chú kiếm khó không chú? Chú kiếm khó không? Dễ quá. Rồi đây là mặt tiền đường Lê Văn Lương đó anh em ơi. Rồi đây là sửa xe Hồng Hoàng nè, mặt tiền đường Lê Văn Lương nha. Quay khổ quá. Rồi vừa bảy xà lan nghỉ rồi, vừa bảy xà lan nay nghỉ rồi. Rồi sau khi mình mở qua lăng ra nè anh em, mình để gọn nha.
thì thay trong quá trình mình thay mình quay lại cho anh em coi thôi. Anh em làm đúng quy trình của mình, nếu mà muốn mua về để gắn làm đúng quy trình của mình là được rồi nha. Rồi đây, giờ cảo qua lăn ra, bắn qua lăn, cảo qua lăn ra nè. Rồi bây giờ là cảo qua lăn ra thôi. Cảo qua lăn này mình lấy tơi 12 để mình quay lúc mà cam không đội là mình sẽ tháo ngóc này ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ống sáo ra là cần tăng cam ra nè. Gần này mình chưa bể nha, mà chú phòng ngừa đây là chú thay. Rồi lấy sinh cam tròn ra, rồi lấy bánh su lồng ra luôn nha. Rồi mình sẽ mài bánh su lồng. Rồi ống sáo mà không bị bể bi mình thay ống sáo, mình để ống sáo cũ mình xếp lại thôi. Rồi sau khi mình đưa cọng sinh cam bầu vô, mình gắn cái bát này lại là đè cái lò xo và tăng bạc đạn dên vô nha. Rồi tại vì nhiều xe nó vướng thì anh em phải tháo cái bát này ra nha. Rồi mình đã đưa sinh cam bầu vô được rồi đó. Rồi bấm vô. Rồi bánh lồng này còn tốt nè, bóp còn mềm nữa, mình mài một nửa mình đưa vô nha. Đưa lên chi này nó chịu nửa sinh cam này. Thì cái camera không thể nào quay vô trong nó hết được, cho nên anh em thông cảm nha. Rồi như vậy là mình đã đặt được cái bánh su lồng vô trong rồi. Thì nửa ở trên là mình đã mài khuyết đi, là mình bắn con tăng cam vô luôn rồi nè, bắn ốc cam vô rồi. Rồi phần này là ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô cần tăng cam. Rồi bây giờ mình sẽ thay cần tăng cam thì vô nha. Rồi đây là mọi thứ sẵn sàng rồi nè, xiết ốc này luôn rồi nha anh em, đưa vô nè, xiết như vậy thế này cho mình. Rồi đưa vô nè, quạt xuống. Rồi anh em thấy ha. Rồi như vậy là ok ha. Rồi. Tạm dừng dưới phải không? Dạ. Tạm dừng dưới, quay tiếp luôn. Rồi đưa vô nè nha anh em. Rồi. Rất là đơn giản, siết cứng con này luôn. Siết cứng là nó còn phải có độ bập bên của cái trần này mới được nha anh em. Anh em thấy chưa đó, anh em mà cho nó chết nó hú đáng chịu nha, phải có độ bập bên nè. Thấy chưa anh em? Rồi ok, ốc su lồng mình đã đóng cứng rồi. Rồi như vậy là bây giờ là mình sẽ đưa ống sáo với lò xo ống sáo vô. Cái này là nó chịu từ cái thanh này lên đây luôn, là một cái đường thằng lằn, nó chịu từ trên xuống dưới luôn, cho nên nó rất là dài. Cho nên là anh em thấy lò xo ống sáo mà có hơi bị nhiều quá thì anh em cắt bớt lò xo ống sáo nha. Ống sáo này mình kiểm tra là còn tốt. Rồi đẩy vô nè, đẩy lên thấy cho anh em. Rồi đây nè, cái này là mình anh em cắt cho mình gần một nửa luôn cũng được nữa nè. Thì anh em đưa vô là nó tới rồi, thấy không? Anh em cắt cho mình khoảng một khúc này đi, một nửa nha. Rồi nhìn như cái còn quay một chút. Rồi. Rồi sau khi mà cắt xong á, anh em bóp lại cho dễ vô nha, không nó đụng vô cái răng của con ốc bắt ống sáo nó hư lóc nè. Bóp lại sơ nè. Rất là dễ. Đại khái là đừng cho nó bám vô trong kia thôi. Rồi tiến hành để vô. Rồi nó không hú nha anh em bắt cách bớt lò xo thì nó không hú, không thì nó hú. Rồi khi anh em siết vô nó còn ém cái ống sáo lại thì mình biết nữa nè. Rồi tiến hành dặn vô thôi. Khi mà chạy tự nhớt nó lùa xuống đây thì nó sẽ căng ra, sẽ căng lên thôi, không có gì xảy ra. Rồi như vậy là đã xong rồi, cái cần nó lên tới đây lận nè anh em đó.
nè, mình dịp dịp cho anh em coi nè, đó nhảy nè, thấy không đó, ở trong máy này có thấy đó. Rồi được rồi, chạy giờ đem cất nè anh em, qua lần nãy giờ đem cất thì đây là có đũa nè, thì anh em đây quy một bề vô luôn, rất là dễ dàng nè. Anh em để phần nào không biết quay đại nè, không cần cho chúng đâu hết, thì anh em xây xây này được, xây theo chiều kim đồng hồ nè, quay quay hàng về dưới này đó, lọt vô rất là dễ dàng. Rồi bây giờ là mình nổ máy cho anh em xem thử rồi đó. Rồi chạy vài bữa nó đều, cái cần thằng lằn là nó chạy hơi bị ngon nha. Rồi ok ha. Rồi anh em mà có gắn thì liên hệ số điện thoại mình ha. Ok. Rồi đó, nổ máy rồi nha anh em. Đó. Rồi anh em nào mà đọc trên mạng mà thấy bị bể cần tăng cam đồ sợ đồ á, nó ra ba vớ đồ lột trên rồi, anh em xuống mình gắn cho nha. Đây là hai số điện thoại cần liên hệ nè anh em ơi, đó Zalo, Facebook gì á, nhắn tin rồi nha anh em, nhắn tin chứ gọi nhiều khi là đang làm mà để máy rồi không có nghe được. Video đã dài rồi thì anh em nhớ đăng ký kênh của mình nha, để cho mình có động lực đưa ra nhiều cái clip cho anh em theo dõi nha. Rồi, xin chào anh em.